Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin Người Việt 4 phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên các nước ASEAN được tổ chức tại Lào, thúc đẩy vai trò của thanh niên Việt Nam trong phát triển bền vững và kết nối khu vực. Tiếp tục hành trình trại hè Việt Nam 2019, các kiều bào trẻ cũng đã được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng tới truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong tiểu mục Dấu ấn Việt tuần này, chúng tôi sẽ đưa quý vị tới với lễ hội đồ ăn đường phố vừa diễn ra tại thủ đô Bruxelles của Bỉ và khám phá dấu ấn của ẩm thực Việt Nam tại đây. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính Lào đã tổ chức khởi công dự án xây dựng Học viện Kinh tế Tài chính Đông Khăm Sạng giai đoạn 3. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Sổm Đi Đuông Đi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính hai nước, đại diện nhà thầu thi công dự án, đông đảo cán bộ, giáo viên và sinh viên học viện. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Sổm Đi Đuông Đi bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn của chính phủ, nhân dân và Bộ Tài chính Việt Nam trong suốt thời gian qua. Khẳng định đây là dự án quan trọng có ý nghĩa chính trị và chiến lược, là hoạt động hợp tác trọng tâm của Bộ Tài chính hai nước trong giai đoạn tiếp theo. Dự án xây dựng Học viện Kinh tế Tài chính Đông Khăm Sạng giai đoạn 3 xuất phát từ hiệu quả dự án đầu tư xây dựng của những giai đoạn trước và được chính phủ hai nước cho phép thực hiện theo Hiệp định Hợp tác song phương giữa hai chính phủ giai đoạn 2016-2020. Dự án có tổng mức đầu tư là 175,6 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam là 158 tỷ đồng và vốn đối ứng của Lào là 17,6 tỷ đồng, gồm các tòa nhà dành cho học tập, nghiên cứu, ký túc xá, nhà thể chất, khu thể chất ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật và các loại trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Theo kế hoạch, khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất đào tạo cho hơn 4.000 sinh viên và hơn 300 cán bộ ngành tài chính học tập, nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu ở nội trú cho khoảng 1.000 sinh viên và 100 cán bộ ngành tài chính học, bồi dưỡng. Cũng trong ngày 19 tháng 7 tại Viêng Chăn, Lào đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên các nước ASEAN AMMI lần thứ 11. Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên các nước ASEAN AMMI cộng 3 lần thứ 7 và các chương trình nghị sự liên quan. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Lào Sỏn Say Sí Phan Don, Phó Tổng Thư ký ASEAN Kung Pok cùng Bộ trưởng Thanh niên, quan chức cao cấp về thanh niên 11 nước ASEAN và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Lào Sỏn Say Sí Phan Don đã đề xuất 4 vấn đề chính cho hội nghị lần này là thanh niên ASEAN tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thanh niên 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam về kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường thực hiện các kế hoạch, dự án phát huy khởi nghiệp trẻ, đặc biệt của nữ giới, chuẩn bị mọi mặt để thanh niên ASEAN sẵn sàng nắm bắt cơ hội từ tiến bộ khoa học kỹ thuật và cách mạng công nghiệp 4.0, tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên ASEAN trong việc kết nối hợp tác giữa các nước trong khu vực và đối tác để cùng nhau duy trì nền hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN năm nay do Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào lần đầu tiên tổ chức có chủ đề Vai trò của thanh niên ASEAN trong phát triển bền vững và kết nối khu vực nhằm nâng cao vai trò của thanh niên trong xây dựng, hội nhập và kết nối cộng đồng ASEAN. Trong chương trình, hội nghị còn có các phiên thảo luận với 3 nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm trao đổi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển và hợp tác thanh niên, đưa ra các giải pháp thúc đẩy vai trò đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN cũng như thảo luận kế hoạch hành động thanh niên ASEAN đến năm 2025. Thưa quý vị, kỳ thi toán quốc tế WMI World Mathematics Invitational 2019 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã được tổ chức vừa qua tại Fukuoka của Nhật Bản. Đoàn Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc và đáng ngưỡng mộ khi 32 trên 32 thí sinh tham dự đều đạt giải. Tham dự vòng chung kết kỳ thi toán quốc tế World Mathematics Invitational 2019 có hơn 1.500 thí sinh đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với hai phần thi trắc nghiệm và tự luận, các thí sinh cùng tranh tài để phấn đấu giành được các phần thưởng cao nhất là giải kim cương bên cạnh các giải vàng, bạc, đồng và khuyến khích. Đối với cấp tiểu học, đoàn Việt Nam đã giành được 1 giải vàng, 3 giải bạc, 5 giải đồng và 2 giải khuyến khích. Đối với cấp trung học cơ sở, Việt Nam giành 3 giải kim cương, 8 giải vàng, 5 giải bạc, 4 giải đồng và 1 giải khuyến khích.
Trong đó, vinh dự hơn có thí sinh Lương Mạnh Đức, học sinh lớp 9H1 trường Trung học cơ sở Trưng Vương đoạt cúp đặc biệt The Star of the World, ngôi sao thế giới, cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đạt giải kim cương. Năm 2019 đánh dấu 10 năm thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản. Quãng thời gian 10 năm vừa qua đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu giữa Việt Nam với 8 tỉnh thuộc khu vực lãnh sự cả về bề rộng và chiều sâu. Trong tháng 7 vừa qua, Tổng lãnh sự quán đã lên kế hoạch và ngay từ đầu tháng đã triển khai các hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng lãnh sự quán với sự tham gia và ủng hộ của các cơ quan chính quyền, các tổ chức kinh tế xã hội, hiệp hội hữu nghị và cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương trong khu vực. Từ nay đến đầu tháng 9, còn hàng loạt hoạt động sẽ được Tổng lãnh sự quán tổ chức với sự tham gia của các đối tác Việt Nam và Nhật Bản từ các cấp chính quyền, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức hữu nghị, cũng như các nhà khoa học, văn hóa và truyền thông. Vào hai ngày 13 và 14 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên hai trường đại học là Seoul Tech và Gachon, Hàn Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc và thi đấu các môn thi vòng loại của Đại hội Thể dục Thể thao VSAC lần thứ 12 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Đại hội Thể dục Thể thao VSAC là giải thể thao thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên đang học tập công tác tại xứ sở Kim Chi, với mục tiêu tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn sinh viên tranh tài, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Mở đầu cho vòng loại Đại hội Thể dục Thể thao VSAC năm nay là bộ môn bóng đá với sự tham dự của 8 đội bóng tại sân vận động trường đại học Seoul Tech. Cùng ngày, tại trường đại học Gachon cũng diễn ra vòng loại cầu lông với 4 nội dung đơn nam, đơn nữ. Đây là lần đầu tiên em tham gia VSAC và em thấy ban tổ chức rất là chuyên nghiệp và chăm lo cho các cầu thủ rất là chu đáo. Em thấy lần cuộc thi như này được tổ chức ra rất có ích cho sinh viên đang sinh sống và học tập tại Hàn, vì đây là cơ hội mọi người có thể giao lưu và học hỏi lẫn nhau và có thể kết bạn. Em đã tham gia giải này vào năm ngoái và em thấy là quy mô và chất lượng giải đấu là càng được nâng cao, và em hy vọng rằng những giải tiếp theo là sẽ luôn được Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức cho các bạn sinh viên nhằm mục đích là tăng cường giao lưu, học hỏi và giữa các bạn sinh viên với nhau. Bên cạnh đó, một điểm mới trong sự kiện năm nay phải kể đến cuộc thi VSAC Sport Idol, thần tượng thể thao VSAC 2019. Đây là cuộc thi đồng hành nhằm chọn ra vận động viên không chỉ xuất sắc trên sàn thi đấu mà còn được yêu thích trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Vòng loại VSAC 2019 sẽ diễn ra đến hết ngày 21 tháng 7, trước khi vòng chung kết chính thức được tổ chức vào hai ngày mùng 10 và 11 tháng 8 tới tại địa điểm trường Giang Nam, Hàn Quốc. Thưa quý vị, trong hành trình chạy hè Việt Nam 2019, bên cạnh các hoạt động về nguồn, tham quan các danh lam thắng cảnh của đất nước, các bạn trẻ kiều bào còn được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Qua đây cũng thể hiện sự tri ân và tấm lòng của các bạn trẻ, tuy sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng vẫn hướng về nguồn cội với truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phong, năm nay đã ngoài 90 tuổi. Mẹ có chồng và con trai duy nhất, đều đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Nhân dịp đến thăm di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, các bạn trẻ kiều bào đã tới thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Phong. Quê hương của bố và mẹ của em là và cháu là từ Hà Nội ấy. Thì cháu cũng chưa bao giờ ra miền Trung với cả đất nước này, thì cháu năm nay được gặp bà với cả được xem cả quê hương như là cả đất nước đẹp của Việt Nam, và cháu cũng tình cảm với cả cảm xúc lắm. Cháu cảm ơn bà, vâng, chúc bà mạnh khỏe. Còn đây là những em nhỏ tại cô nhi viện Phú Hà, tỉnh Quảng Ngãi, nơi hiện đang chăm sóc 28 trẻ mồ côi. Những tiết mục văn nghệ do các em biểu diễn đã chạm tới trái tim của các bạn trẻ kiều bào. Em cảm thấy rất là thương các em ấy, tại vì em sống ở bên nước ngoài thì cũng kiểu có cả bố cả mẹ rồi gia đình cũng đầy đủ ấy ạ. Thì em không biết nhiều về kiểu các bạn mà thiếu thốn hơn mình rất là nhiều. Hôm nay em thấy em biết được rất là nhiều điều và cũng học được một bài học, thể hiện con người tốt hơn. Hiện tại ở
cùng vui đùa, trò chuyện với các em nhỏ mồ côi đã để lại những cảm xúc và ấn tượng đặc biệt với nhiều bạn trẻ. Những hoạt động thiện nguyện này giúp cho cuộc chuyến trở về của em cảm thấy ý nghĩa hơn và nó giúp em lan tỏa tình yêu thương nhiều hơn. Cần nhiều người kiều bào hơn sang nữa và hỗ trợ mấy cái chỗ như này cho giúp đỡ các trẻ em là trong cảnh khó khăn. Biết không, ở đời con có nụ hồng, những gì đẹp tươi sẽ còn mãi, hãy để hoa tươi đừng trắng phai. Thưa quý vị, mùa hè châu Âu là lúc các xe bán đồ ăn đường phố xuất hiện ở khắp mọi nơi. Các quầy hoang trên xe tải nhỏ di chuyển nay ở góc phố này, mai ở quảng trường kia, mang tới cho người châu Âu những món ăn lạ miệng, trong đó có nhiều món ăn đường phố của Việt Nam. Nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Vương quốc Bỉ sẽ đưa chúng ta tới với lễ hội đồ ăn đường phố vừa diễn ra tại thủ đô Bruxelles. Lễ hội đồ ăn đường phố diễn ra trong suốt 3 tháng hè năm nay, mỗi cuối tuần ở một thành phố khác nhau của Vương quốc Bỉ. 3 ngày cuối tuần này là trong một công viên của thành phố Bruxelles. Chúng tôi muốn tạo ra một địa điểm mà ở đó cùng lúc có cả đồ ăn Việt, đồ ăn Thái, đồ ăn của các vùng trên thế giới. Mọi người đến ăn uống và cũng là vui chơi. Các xe tải nhỏ vừa là quầy hàng vừa là bếp, không gian trong xe rất nhỏ nhưng cũng đầy đủ dụng cụ, kể cả lò nướng pizza dùng than củi. Một chuyến du lịch ẩm thực vòng quanh thế giới, qua các món ăn bình dân từ khắp nơi, mà dĩ nhiên là có thích thì cũng không thể nào đủ bụng để mà thưởng thức hết được. On aime bien les choses un petit peu exotiques, donc on a pris. Bọn tôi thích món ăn lạ miệng, cho nên đã thử đồ ăn Pakistan, Tây Tạng, Thái Lan. Tôi cũng thích cả món ăn Việt Nam nữa. Đồ ăn Việt Nam bán trên xe tải nhỏ thường chỉ có nem, mì xào hay là bánh mì kẹp thịt. Tiện chế biến trên xe mà cũng tiện cho thực khách vừa đi vừa ăn. Chứ ít khi có những món cần nước dùng nóng như là phở, bún, hủ tiếu. Tôi thấy là ẩm thực Việt Nam phát triển rất nhanh từ 2-3 năm nay ở Bỉ. Tôi cho là những năm sắp tới đây sẽ có thêm nhiều xe bán đồ ăn Việt, có thêm nhiều món ăn Việt khác nữa, vì đồ ăn Việt đang rất được ưa chuộng. Mùa hè châu Âu, ẩm thực đường phố rất được ưa chuộng, món ăn đa dạng, giá cả bình dân, lại không phải đợi lâu. Tại Bỉ thì từ xưa vẫn có những xe lưu động bán khoai tây chiên. Này có thêm vô số những món ăn ngon lạ từ khắp nơi trên thế giới được bán trong các xe hàng lưu động, đủ nhiều để Vương quốc Bỉ tổ chức lễ hội ẩm thực đồ ăn đường phố từ vài năm trở lại đây. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles. Và bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc qua ứng dụng của chúng tôi VTV Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.